Xin chào anh chị và các bạn, mình đến từ công ty Việt Tuấn Quốc tế. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái máy ép trái cây hiệu Panasonic. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo cái nắp trên này ra khi mình ép xong và để bỏ cái mã ở bên trong đi. Mọi người gạt cái này là xong. Đó, thế vậy là mình đã tháo xong, mình lắp vào. Gạt cái cần này lên. Và phía dưới này có hai cái nút, một nút on, một nút off. Người bật lên. Người tắt đi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.